Hello, chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với Beta Channel. Hôm nay mình sẽ tiếp tục một video tiếp theo về đấu trường Vinh Quang. Mời bạn theo dõi mình nha. Vô. Nay sẽ cố gắng mình cày lên 2k7 nha. Còn khoảng chừng 26 điểm nữa thôi là đủ rồi. Nếu mà chị win thì win 3 trận là đủ. 3 trận thôi là sẽ đủ lên 2k7 rồi. Cố lên. Giờ vào trận đầu tiên nhé. Rồi, đợi nó lên 100 là chắc cái vô vậy. Hy vọng là nó đừng có đứng thôi. Rồi, vô rồi. Rồi, đấu trường đầu tiên của cha là đấu trường hệ mộc các bạn. Thì đấu trường hệ mộc thay vì cầm con F1 thì mình chuyển qua cầm thẳng con F12 luôn. Cho đam nó to xíu. Con F1 thì kéo combo này kia đồ mới có đam được. Con này kéo phát có đam được rồi cho nó tiền ấy mà. Chủ yếu là vậy. Bây giờ mình sẽ ăn nộ cái đi. Phát sau mình sẽ kill. Biết có đủ đam không nhỉ? Nhiều khi đủ đam win luôn không chừng đấy. Xém win. Bạn bút máu rồi. Bạn bị mình hút hết chân mana luôn rồi. Bút máu đi chứ hả? Thôi chị thua rồi, bạn chị thua rồi. Bạn không bút máu, mình phải bắt bạn bút máu. Để cho bạn bút đi. Mình sẽ buông một lượt ra. Xem tình hình như nào. Hiện tại bạn chưa có đủ mana đâu. Chưa đủ mana để kêu, để tiến hóa đâu. Cho nên mình chưa có ngại. Có gì mình cứ kêu phát là win thôi. Đơn giản mà. Đó, để cho bạn bước máu đi chứ hả. Giờ mình đang hút ở trên đây. Hy vọng là không đủ đam. Dư luôn rồi. Chết veo luôn. Vậy mới được chứ hả. Rồi giờ tiếp theo nha các bạn. Trận tiếp theo nhé. Lên 80 rồi. 20 điểm nữa. Không 100% hết trơn vậy. Thú vị nha. 2000 years later. Ok, do là game nó đứng cho nên mình F5 mình vào lại các bạn. Vô nè. Nó cứ hiện lên 0% hết trơn thì bắt đầu nó đứng luôn. Khốn nạn thật. Game này là vậy đó các bạn. Đi đấu trường quan nó cứ đứng miết nha. Ngày nào cũng đứng 1-2 trận mới được. Giờ chúng ta sẽ tìm đối thủ tiếp theo thôi. Giết rồi nản không muốn đi Vinh Quang luôn ấy. Dễ sợ. Vô nào. Lại 81 rồi vô rồi. Rồi tiếp tục đấu trường tiếp theo của chúng ta lại là một cái đấu trường hệ mộc. Lần này bạn quyết định bơm mana. Bạn mana luôn. Ok, bây giờ mình sẽ ăn từ đâu đây? Mình sẽ ăn hàng 4 ở đây đi. Rồi bạn tiến hóa Galaxy Gate. Đừng có tạo combo cho bạn combo mình là được rồi. Cơ hội win mình mới cao nổi. Nhưng mà để mà không xả kill là mệt đấy. Thốn lắm. Gate mà kill thì mệt lắm các bạn. Cho nên là cố gắng không tạo hàng cho ông kill. Ăn mana như thế mà méo đủ mana luôn đấy. Phải cả trưởng.
mình đang góp mana để mà tiến hóa. Thế nào mà ăn một hàng ba mà trong khi mana mình còn nữa mà boost lên không đủ. Quá nồi thật. Không thể tin được. Lần này hút hết mana của bạn cho nên là mới đủ đấy. Dư luôn. Rồi, kiếm luôn. Kiếm trưởng. Ôi, kiếm trưởng không ăn đi, ăn cái gì vậy? Quách đời hợi. Cha nội này. Cha nội này bị cái nồi gì? Kiếm trưởng không ăn. Mà đi ăn cái gì không biết. Dễ sợ thì. Liều ăn nhiều luôn. Đủ đam thì win, không đủ thì thôi. Chịu. Win nha các bạn. Được 12 alo luôn. Hợp lý. Tiếp theo rồi. Trận thứ 3 nha. Ổng ăn hàng kiếm với hàng trưởng ở dưới là ổng win rồi. Ý méo nào ổng không ăn mà ổng đi ăn hai hàng ở trên. Chắc là chấp đó. Chắc là ổng nhường mình. Ok, lại một đấu trường hệ mộc tiếp tục. Và cái đấu trường thứ 3 của chúng ta vẫn là cái đấu trường hệ mộc. Phải cả trưởng thật. Ba cái đấu trường đều là đấu trường hệ mộc. Rồi. Ăn xịt rồi. Một hàng mana, hai hàng kiếm. Như một cú tát vào mặt vậy đó. Lựu đạn. Phải cả trưởng thật. Thôi xong rồi. Tôi sẽ đi về đâu đây? Ê, chưa chết chưa? Còn chúng ta còn cơ hội để đánh đập nhau. Mana 4 đây rồi. Chúng ta còn cơ hội để chăm sóc nhau đấy. Đó, cũng quơ quơ dài cướp chứ hả? Rồi là gây ra một xíu đam để cho ông bơm được. Nhưng mà nên mình bơm lỗ à. Lỗ tiền mua máu đấy. Wow. Chưa có đào. Vậy cái gì mà vậy. Tôi đâu có đủ mạnh đâu để giết ông đâu mà ông vậy. Với lại là cái đấu trường nó khác tôi nữa. Chắc gì đã đủ đam đâu chứ hả. Rồi quên nha. Lại tiếp tục 12 hello. Đừng có đấu trường hay mọc nữa nha. Ok, đấu trường hay hỏa. Bây giờ ăn combo nào không? Combo nộ đi. Mình không thích mấy viên trưởng cho lắm. Thích nộ hơn. Đẹp nha. Đam cũng hơi bị ngon đấy. Nhường cho bạn combo 4 đấy. Combo 4 trưởng. Úp phải cả nồi. Lại bị dính chón và bị ăn thêm một combo 4 nữa. Và combo 4 này thì nó sẽ không bị giảm đam nữa. Mà ăn đam thẳng mặt luôn. Lại bị dính thêm một phát chón nữa đến từ bạn. Và mình chuẩn bị lên bảng điểm số với một combo 4 ở trên nữa. Cái định công mệnh. Xui nha. Dính thêm cái chón này gì kìa. Cái lũ đạn. Đó, rồi đấu trường này đấu trường lại hệ mộc nữa. Là bạn khác chứ không phải là bạn nữa. Mana đi man. Bơm mana vô rồi ăn cái gì đây. Không ăn cái gì luôn à. Chắc luôn à. Nhưng mà có ý đồ gì. Hay là bạn có ý cái đồ gì. Cái map này hiện tại là có rất là nhiều kiếm. Rồi không hút mana luôn là thấy rồi rồi đó. Có mana, ôi có nổ ở trên kìa, ăn nổ đi. Ông này khá là nguy hiểm. Ơ cái what the fuck, ai da, đau đầu thiệt. Đau đầu với ông này thật. Tưởng ổng bơm vô ổng làm cái gì, thấy méo nào. Ổng bơm vô để ổng tiến hóa trước các bạn ạ. Ổng quánh cái gì thì tôi chịu không luôn rồi.
tôi chịu không luôn. Xong rồi bây giờ nè, ổng hết nợ rồi, ổng mới bơm mana cho ổng heal. Trời trời ơi, đau đầu với ông này thật. Đúng là bét mà. Elite bét. Đúng như cái tên của bạn nhìn mình rất là bét luôn. Nhiều khi mình cũng không hiểu bạn chơi cái kiểu gì luôn ấy. Rối. Đau hết cái đầu với man luôn. Mình quá là một người khó hiểu. Nó bây giờ man lại hiếu nộ để kêu. Đừng nói với tôi là bơm thẻ nộ 100 vô nha. Bây giờ mà bơm thẻ nộ 100 vô là tôi sợ thiệt luôn. Bỏ tài rồi. Giờ chắc ông chắc ông là ông kêu được không? Ông chắc cục đủ mana để ông kêu không? 19 cục trưởng này mà không giật mana miếng nào cũng chịu luôn. Máu mà không mất hết thì tôi cũng thua luôn. Ông này á, ông sắp xếp cái kế hoạch của ông á, không có theo một cái logic gì hết trơn luôn. Bị ông quan hết rồi. Bị ông vả một đống đam vô mặt rồi. Dạ. Chờ nghe hắn ở đâu đây. Đây đi, nè luôn. Để ngồi thiến hóa. Máu mình thua bạn rất là nhiều. Thua mấy chục ca rồi. Giờ hiện tại cái map thì nó méo có hàng 4. Thì hai bên chỉ cần giao đấu với nhau hàng 3 thôi. Hy vọng là đừng có xui xui như nãy em bị ăn mấy cái chó liên tục vô mặt. Đau lắm. Mà máu đi cho nên to. Sợ chết mờ. Mấy bạn rồi. Hàng 5 rồi hên là mới về ăn hàng 4 xong. Trời ơi đẹp đẹp đẹp. Vỗ tay. Chịu. Bật tiêu luôn. Đứng đứng, đứng chứ hả. Thôi lại cái đấu trường nhân hỏa rồi. Mình thua rồi. Kèo này bất ổn rồi. Kèo này sẽ trở lại. F11 đam kinh lắm rồi. Mình cực kỳ ghét 199 mana. Hoặc là lộ 149 độ. Rất là may mắn được cái câm lặng. Do ổng chưa có 2 sao cho nên là méo khác được. Ok, bây giờ sẽ ăn cái đây gì? Có mana nè. 2 viên mana. Mình bị hút mana nó cái khốn này đi. Người đâu mà chơi bẩn á. Thấy người ta thiếu hóa cái chứ hả. Rồi, bị dò một combo 2 rồi. Hy vọng là đừng rớt nha, hàng kiếm xuống. Trước mắt là ăn tôm 2 do hỏng rồi đó. Ôi, đau đầu nữa rồi. Cơn đau đầu lại tái phát với mấy ông này rồi. Thì không phải đâu. Hiểu. Có hiểu quá. Combo 2 thì không ăn mà ăn cái gì đâu á. Nếu mày hiểu được thế giới này thật là nguy hiểm khi mà có những thanh niên như thế này. Dễ sợ việc cha nội. Rồi ăn ở đâu đây? Ghê nhỉ. Đào đấy. Đào đấy. Quýu rồi đó. Hơi bị quýu rồi đấy. Có một hàng 4. Quất hàng 4 thôi. Còn chờ gì nữa. Ôi. Tạo cho một combo 2 rồi. Lên hàng 4 rồi giảm đam. Có chón không? Xin cái chón luôn là ngon rồi. Hy vọng nó sẽ giảm đam. Đừng để ngủm nha. Giảm đam tối đa nhé. Đừng để. Để lượt sau mình bơm full máu là an toàn. Ôi dùi 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 dùi. Nhiều kiếm vậy. Mà hàng 3 nữa. Xong rồi. Ê ê ê. Còn tới 3k lần. Còn tới 3k máu lần. Ê. Cây, thanh niên cây lắm rồi. Thanh niên này cây đủ phận. Cây dữ lắm, cây luôn các bạn ạ. À. Hiểu một chút xíu đó thôi. Một chút xíu đó là win rồi. Từ đầu đến giờ chưa gặp top rồi. Bây giờ đúng rồi.
đấy, nhưng mà này gặp Super Sa, con ép người một sợ sợ bãi nồi đàm tình lắm. Bơm ơi, có máu mà chơi được. Bạn này cũng phải bàn nãy nhờ. Tôi kêu rồi thấy mờ rồi. Ôi. Đi về đâu đây? Đi về đâu đây? Mình lại được đi về đâu đây? Trường 16 này lộ hơi bị thốn đấy. Thôi nhưng không sao. Giờ này có gì để nổi không? Tại vì cục đá đỏ chơi. Mình rảnh rỗi xin ông nổi mà lâu nè có chịu nha. Rồi thì Vinh Vang đó thì đã kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi nha. Nếu thấy hay nhớ like và chia sẻ video để ủng hộ mình nha. Và quan trọng nhất hãy nhấn đăng ký kênh cũng như cái chuông bên cạnh để có những thông báo mới nhất từ video của mình mỗi ngày nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo. Bye bye các bạn. Thank you.
Tell me that you love me.